8 khoảnh khắc kinh hoàng và đáng sợ xảy ra trên biển được camera ghi lại khiến bạn thót tim. Vũ trụ huyền bí xin chào các bạn. Bạn thân mến, bất kể khi nào nghĩ tới biển, người ta sẽ ngay tức khắc cảm thấy một sự yên bình, lãng mạn với những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, với làn nước xanh trong phẳng lặng, với những phút lái chiếc thuyền ngao du trên mặt nước, hay những phút tắm nắng thư thái nhìn về phía xa chân trời. Thế nhưng chẳng mấy ai ra biển lúc trời nổi sông bão, chẳng mấy ai lặn xuống sâu mấy tầng nước xanh để sờ mấy con cá mập đói bụng. Chẳng mấy ai biết được dưới cái mặt nước xanh ấy có những gì. Thế nên chẳng ai biết được rằng đại dương cũng đáng sợ biết nhường nào. Thực tế đã có rất nhiều khoảnh khắc đáng sợ và thách thức tử thần trên biển cả vô tình được camera ghi lại. Và tất cả những bằng chứng đó đều chứng minh cho một điều rằng biển cả thật hung dữ và đáng sợ. Video hôm nay mời bạn hãy cùng Vũ trụ huyền bí khám phá 8 khoảnh khắc kinh hoàng và đáng sợ xảy ra trên biển được camera ghi lại, chắc chắn sẽ khiến bạn không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Cô gái bị sóng biển đánh rơi khỏi bến tàu. Sự việc xảy ra ở một bến tàu thuộc thị trấn nghỉ mát Infracombe, bờ biển Bắc Devon, Anh. Cô gái trẻ không được công khai danh tính cùng 3 người bạn đến khu vực này chơi đùa. Khi đó khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 8, thủy triều dâng lên nhanh chóng. Các bạn trẻ vẫn vô tư đi xuống bến tàu mặc cho sóng đánh dữ dội. Tuy nhiên, những cơn sóng lớn đã liên tiếp ập vào khiến cô gái trẻ bị trượt chân ngã xuống. Cô cố gắng bám vào các thanh chắn kim loại nhưng không thể. Trong chốc lát, nạn nhân đã bị kéo ra xa. Những người bạn hoảng sợ nhìn cô gái bị sóng biển kéo đi, nhưng thật may mắn, các thành viên của tổ chức từ thiện cứu người trên biển đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân. Và cũng chính nhờ sự có mặt kịp thời của đội cứu hộ đã giúp giữ mạng cho cô gái. Và cả nhóm sau đó được đưa về nhà, nếu không, quả thực không biết chuyện gì đã xảy ra. Là một khoảnh khắc đáng sợ thót tim và là một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ rằng đừng bao giờ đùa giỡn với biển cả bao la, nơi được mệnh danh là đáng sợ nhất hành tinh. Cá mập tấn công thuyền của ngư dân. Mới đây, một vụ cá mập tấn công chiếc thuyền kayak ngoài khơi Winwood, Wahoo, Hawaii, Hoa Kỳ đã được ghi lại bằng camera. Cụ thể, trong đoạn video, người đàn ông điều khiển chiếc thuyền kayak đi câu cá thì bị một con cá mập lớn lao vào và cắn vào mạn thuyền. Người đàn ông may mắn không bị thương và đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 5 đang làm tăng nỗi lo ngại về nguy cơ cá mập tấn công ở Hawaii. Chính vì vậy mà chính quyền nước này đang cảnh báo các nhà điều hành tour du lịch và người dân nên cẩn trọng mỗi khi ra biển để tránh trường hợp tồi tệ này có thể xảy ra. Cá mập cỡ lớn mắc kẹt trên thuyền câu. Đoạn video được ghi lại trên một chiếc thuyền câu ở bên ngoài bờ biển Long Island, bang New York, Mỹ, khi các ngư dân bị bất ngờ bởi một con cá mập thuộc loại Mako thình lình nhảy lên mũi thuyền, trượt xuống phía boong tàu rồi mắc kẹt vào lan can. Con cá mập đã quẫy mạnh để tìm cách thoát ra khỏi lan can thuyền. Điều này khiến con vật trở nên hung dữ và đáng sợ hơn. Trong nỗ lực để giải thoát, miệng của con cá mập đã bị chảy máu nghiêm trọng vì liên tục cắn vào phần kim loại của lan can thuyền. Tuy nhiên, vì con vật trở nên hung dữ do mắc kẹt nên không ai dám đến gần để giải cứu. Con cá mập chỉ được giải thoát khi một thành viên trên thuyền nảy ra ý tưởng buộc dây vào phần vây của nó và một người sử dụng cần câu để kéo đầu con vật xuống biển. Và ngay sau khi con cá mập được kéo trở lại biển thành công, các thuyền viên đã cắt bỏ phần dây để thả tự do cho nó. Được biết, cá mập Mako là loại cá mập cỡ lớn. Con trưởng thành có chiều dài từ 2,75 đến 4 mét, trọng lượng cơ thể lên đến 150 kg. Cá mập Mako có tốc độ bơi nhanh nhất với tốc độ có thể lên đến 68 km/h. Đây cũng là loài cá mập có khả năng nhảy cao ấn tượng với khả năng nhảy cao lên khỏi mặt nước 6 mét. Đã có một vài vụ cá mập Mako tấn công con người, tuy nhiên số lượng những vụ tấn công này vẫn còn khá ít. Vòi rồng khổng lồ hút nước như tận thế. Một số nhân chứng đã quay được cảnh vòi rồng hút nước biển lên cao, tạo thành cột nước khổng lồ ở ngoài khơi Singapore. Họ cho biết, hiện tượng tự nhiên này xảy ra sáng ngày 11 tháng 5 và kéo dài trong khoảng 20 phút. Theo các chuyên gia, vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy hình thành khi trong bầu không khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh, thường xuất hiện trong các cơn giông lớn hoặc trước khi bão xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên hoàn toàn không liên quan đến những cái gọi là điềm báo. Vòi rồng xuất hiện với gió xoáy rất mạnh, thường có đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động. Trên đường di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả các tòa nhà, nên nó cũng được coi là hiện tượng nguy hiểm. Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc vào những thứ mà nó cuốn theo. Vòi rồng xuất hiện ở trên đại dương thường hút nước biển lên cao tạo thành các cây nước, như chúng ta đang thấy trong video. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người dân chứng kiến được một phen vô cùng kinh hãi. Cô gái may mắn thoát khỏi tử thần trên biển trong gang tấc. Có những khoảnh khắc tử thần ngủ quên nên nhiều người may mắn thoát chết, để rồi xem lại giây phút ấy mà ám ảnh. Điển hình nhất là khoảnh khắc của cô gái có tên Simone Gatt. Simone Gatt là một thư ký đồng thời là người mẫu, diễn viên bán chuyên nghiệp người Đức. Đầu tháng 12 năm 2016, cô có chuyến du lịch đến bãi biển Cocoa thuộc vùng biển ngoài khơi Cape Canaveral thuộc bang Florida, Mỹ. Thế nhưng chính Simone cũng không ngờ chuyến đi ấy đã để lại cho cô một trải nghiệm đáng sợ mà cô khó có thể quên được. Ngày hôm đó, Simone mặc bộ bikini màu xanh và xuống biển chơi đùa cùng những con sóng. Cô nàng hào hứng như thể lần đầu tiên trong đời được đi tắm biển vậy. Đột nhiên, Simone nhìn thấy một số người trên bờ vẫy tay về phía cô để ra hiệu nguy hiểm ở phía sau. Nhưng vì ở khoảng cách quá xa nên Simone không hiểu và chỉ nghĩ đơn giản rằng họ đang vẫy tay chào thân thiện với mình. Nhưng sau đó, đã có người chạy lại gần và hét to. Cô không nghe rõ nhưng nhờ linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Simone vội vàng chạy lên bờ. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì sau đó có người cho Simone xem bức ảnh. Hóa ra cô vừa thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của loài sát thủ đại dương. Những người chứng kiến sự việc cho biết Simone chỉ còn cách hàm con cá mập hồ đó hơn 4 mét. Nếu không nhanh chân thì có thể cô đã làm mồi cho nó. Được biết, loài cá mập hồ được xếp vào một trong những loài nguy hiểm nhất. Chúng thường xuất hiện lờn vờn ở bãi biển gần Cape Canaveral. Một con cá mập hồ có thể dài tới 6,5 mét. Chúng là loài săn mồi nguy hiểm. Chúng thường ăn nhiều loại thức ăn khác nhau như cá, hải cẩu, chim, cá mập nhỏ hơn. Và con người cũng chính là một mối nguy cơ dành cho nó. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì quả thực cô gái này thật may mắn và đã có một phen hú hồn hú vía phải không nào? Người đàn ông bị quái vật bí ẩn nuốt chửng trên mặt biển. Ngày 21 tháng 12, một cặp vợ chồng trẻ đưa con gái ra bãi biển ở Mexico chơi đùa, vô tình quay được đoạn video một người đàn ông bị một con quái vật biển bí ẩn nuốt chửng. Cụ thể, sự việc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Itaba ở thành phố Sihuatanejo, phía tây nam Mexico. Nạn nhân trong vụ việc là ông Joseph Jeffrey Nen, 76 tuổi, người Canada. Trong lúc đang bơi trên biển, ông bị kẻ săn mồi bất ngờ tấn công vào ngày 14 tháng 2. Theo báo cáo, ông Joseph được đội cứu hộ đưa lên khỏi mặt nước trong tình trạng hai đôi chân bị con vật cắn nát. Ông chết vì mất máu quá nhiều ngay trên bãi biển. Người phụ nữ bơi cùng ông Joseph cũng bị tấn công, nhưng may mắn thoát chết và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Báo cáo ban đầu cho biết, bà Nen đã bị một con cá mập giết chết, nhưng vết thương của anh khiến các nhà chức trách nghi ngờ rằng đó có thể là một con cá sấu. Tuy nhiên, phỏng đoán này gây ra nhiều tranh cãi. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà mẹ trẻ Madden Luviano tình cờ đang cùng chồng đưa con gái ra bãi biển chơi đùa. Trong lúc Luviano đưa cô con gái nhỏ ra chơi đùa với sóng biển, bạn trai cô là người đứng trên bờ dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Không ngờ đoạn video quay lại cảnh Madden Luviano chơi đùa trên bãi biển với con gái vô tình quay lại được những khoảnh khắc cuối cùng của Madden. Trong video có thể thấy, nạn nhân bị một sinh vật bí ẩn chưa rõ danh tính tấn công. Lúc đó, ông Joseph giơ hai tay lên mặt nước để cố gắng ra hiệu cầu cứu, nhưng nhanh chóng bị sóng biển nuốt chửng. Khi Luviano nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô lập tức ngăn cản bạn trai quay phim và vội vàng đưa con gái cô rời khỏi hiện trường. Các quan chức cho biết, đoạn clip có thể giúp làm sáng tỏ loại động vật nào đã tấn công anh ta. Nhà chức trách vẫn đang điều tra xem Biden bị cá mập hay cá sấu giết chết. Được biết, cả cá mập và cá sấu đều sinh sống trong khu vực, nhưng rốt cuộc cuối cùng nó là cá mập hay cá sấu thì vẫn chưa có ai có thể nắm rõ chính xác được. Cảnh quay hiếm hoi cá voi mẹ dìm chết con non. Đoạn phim đầu tiên ghi lại khoảnh khắc một con cá voi mẹ và con của mình hợp lực dìm chết một con non khác trong một trường hợp giết con non cực kỳ hiếm gặp. Trong video, một con cá voi mẹ và các con của nó bắt đầu chơi với cá voi non. Tuy nhiên, cuộc chơi trở nên bạo lực khi cá voi anh dùng sức đánh cá voi em. Sau đó, cá voi anh và cá voi mẹ quay cá voi em vào giữa và dìm xuống nước. Đoạn clip tàn bạo này được quay như một phần của loạt phim mới Queen of National Geographic. xem xét hành vi mẫu hệ trong vương quốc động vật. Việc giết trẻ sơ sinh của cá voi sát thủ là cực kỳ hiếm và đó không phải là điều mà nhóm sản xuất mong đợi ghi hình được. Chloe Saros, nhà sản xuất điều hành của loạt phim cho biết, hành vi này rất hiếm. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là trường hợp đầu tiên về hành vi giết chết cá con được quay phim. Chúng tôi không có ý định quay phim, chỉ là đúng địa điểm, đúng thời điểm thôi. Saros cho biết, nhóm đã quay phim cuộc gặp gỡ trong vài giờ. Vài ngày sau, một con cá voi sát thủ có kích thước và mô tả phù hợp với con bị chết đuối dạt vào bờ biển cách đó 8 km. Người ta cho rằng đây chính là con non bị chết đuối. Charlie Graham, nhà nghiên cứu về hành vi động vật tại Đại học Exeter ở Anh cho biết, việc giết con non ở cá voi sát thủ hiếm đến mức nó chỉ được ghi nhận một lần trong tài liệu khoa học được xuất bản. Còn các nhà khoa học tin rằng việc giết con non ở cá voi có thể giúp con được giao phối với con mẹ. Giả định rằng điều này được thực hiện để con mẹ quay trở lại giai đoạn động dục và con đực có thể giao phối với con mẹ và sinh ra nhiều con non hơn mà thôi. Các bạn thân mến, như vậy cảnh quay ngoạn mục vừa rồi đã khép lại hành trình khám phá của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu yêu thích video này, bạn đừng quên dành tặng Vũ Trụ Huyền Bí một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!